ráng 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 gần hết rồi, rồi. Cho nên nặng tới mai. Tôi nhìn là ta không biết bắt đầu từ đâu rồi đó. Và cái thúc từ máu mà như đây thôi thì chắc mấy đứa nó ăn mừng ra nghề luôn. Nhưng mà trong này có mùi viêm không chị? Có chứ. Cái váy nó chị chắc chắn là hiện mang rất là đẹp luôn. Váy bữa hôm qua nó đưa chị mang bị chặt rồi. Nó hơi bó. Chắc ta phải giảm cân. Chị hiện cao mà. Ra nghỉ luôn buổi sáng luôn đi em. Tới 10 giờ thì mới ra một cái chi nữa. Giờ nó đâu có khách đâu. Giờ nó em nghỉ buổi sáng luôn. Giờ tối em về luôn. Hồi nãy em về luôn. Hồi tối nay em về luôn chứ. Không có nên về nhà, tối nay chủ nhật. À chủ nhật hả? À thứ ba lận hả? Ưng thì nghỉ thôi, còn có khách vô thì bị rủa thôi, khách không thì bị rủa. Bình thường đời kiểu rứt ngươi có hữu chuyện sơ lũ trong mắt anh cũng nghĩ cái ngươi mà sơ lũ vậy đó, nhưng như cành mùng ẩn ở giữa như lấy này nó ghế lắm. Câu này nặng dễ ra lắm. Để chờ cái mũ mới ông đi. Ôi, mặt hẹp nửa ngay. Nét mà. Nó dày quá nó nét. Mặt nó dày quá nó nét. Chị Hằng quay đứng coi lại. Cái này nó đứng trai nhìn xuống mới thấy. Mới nhìn ra là 10 đời mới ra nghề. Đi mới theo cái hướng của chị được, nó giống như ngồi sau lưng á, em thấy ngồi sát sau lưng là dễ nhất. Đúng. Nhìn được hướng tay luôn. Mình nhìn hướng đi nè, thế em nhìn kiểu nó là răng được. Em nhìn kiểu nó thì sau này ra em ngồi đây ra em thấy. Hiểu không? Chứ sau này em nặng em ngồi dưới rồi.
Phải tính tới cái chiều nữa chứ, em tính là chờ em nhìn. Hoặc là em nhìn đây nè, đây nè, xong cái cổ em qua đây luôn. Chị xí bằng nước cuối nè. Thằng cô này gần chịu hết nổi rồi, thấy gồng ghê lắm rồi. Tụi lên chỗ đó tôi cũng có thể mềm mại đúng không? Vô nặng nè. Mềm mại nè. Tôi không biết sao thì hay gồng lắm. Lời lẽ không chứ gồng lắm. Có chứ, nhân viên đi đó thiệu hỏi tuyến ra với cả sáng cũng tuyến ra, cả tối tuyến ra, hai bên đi hết cho biết. Dạ, hai giờ quế rồi. Giờ thiệu là tuyến ra nhân viên bảo là chuẩn bị mấy ngày nữa hai là nhân viên xin cả đóng mua đóng lửa sau cuối cùng đến nhà hẹn về cuối nhà thì xin vì thế xin vì điều năm 1 năm 2 thì đi học quân sư mới có hỏi sai với mình chưa được hai. Đấy trong bạn có đấy không? Không biết được. Đấy, bạn nó may bình thường luôn. Chạy bình thường, quen rồi. Nhìn cũng muốn ngày nhỏ. Nay phải luyện thêm chiêu ném mụn nữa chứ gì. Để nó bay hẳn như vậy đấy. Không, nó cũng đã đi nhớ. Của bà Lý, để bà Lý chuyên gia ăn mình biết. Bà qua bà đứng là ăn vô. Bà đừng tôi muốn đi mình diễn diễn cho mắt đấy á. Mụn nhập. Chắc là còn diễn nữa. Nếu mà bị bắn mụn nhiều vô là đến ta thấy thành công nhiều lắm. Mày đưa ra mày đưa mặt mày hứng. Ai dạ. Vui vẻ. Nói rồi mày đứa mày tương thiết nó cứ đe cái mắt nó đang nằm dậy gì cho có được cái mụn bánh của mình chị. Ta nói thiệt chứ bộ. Sáng ra đâu quên đừng cái đó này này này. Không mà bắn tự nhiên á, chứ còn cố tình. Không thiệt mà chị thấy trước giờ đó mấy đứa bị một quán nhiều là đứa nó giỏi không. Thông báo với chị đi được đi luôn. Chị đi ăn hay ăn bên dưới. Ta thấy tiềm năng của nó rất là cao. Hằng á. Hằng thì chưa đâu. Hằng thì bình thường, nói chung cũng được. Kìa.
Còn ai biết không? Ai ta thấy hơi thoải mái biết không? Hơi hoang mang xí. Chắc hơi khó. Mệt quá, đam mê là sẽ có ngày thành công. Đúng không Hiền? Mình phải vượt qua. Mới mười mấy ngày nè. Giờ đó em mới học, vì nó ra nó vô não cháy chừng. Gặp ta nói nữa chứ. Gặp ta nói kiểu nó là nản lắm. Hôm nay nó ai nói đâu, về nhà mới người nói không. Nói rằng mua phụ đi. Ừ, thôi được.